Tin mới về việc ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức Phó Chủ tịch quận 1. Trong lúc chờ thành phố xem xét đơn xin từ chức, hồi đầu tháng 1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1, bất ngờ gửi đơn xin từ chức đến Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo quận 1. Về lý do xin từ chức, ông Hải nói được giao trách nhiệm lập lại trật tự về hè nhưng không hoàn thành nhiệm vụ. Sau gần 3 tháng gửi đơn, tới nay chính quyền vẫn chưa có kết luận về vụ việc. Trả lời về vấn đề này, ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói rằng đơn xin nghỉ việc của ông Hải vẫn đang được Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh xử lý. Trong quá trình đợi xem xét đơn thì ông Đoàn Ngọc Hải vẫn làm việc bình thường. Ngày 27 tháng 3, sau khi xảy ra vụ cháy chung cư Carina, ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn kiểm công tác quận 1 đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy ở chung cư 145 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành. Ngay sau đó, ông Hải tiếp tục kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy ở nhiều chung cư trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành. Qua quá trình đoàn kiểm tra liên ngành nhận thấy các tầng hầm giữ xe chung cư không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, lối đi vào tầng hầm bị chiếm dụng, cơi nới công trình. Bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ông Hải yêu cầu lãnh đạo các phường không chủ quan, khẩn trương tổ chức tháo dỡ, thu gọn tất cả các vật dụng trong cản trở lối đi, vật dụng cơi nới dễ cháy. Tôi mời anh xuống xin mình với tàu xe. Vâng, để chúng tôi lập biên bản theo quy định. Tôi không có đập xe. Tại trên giờ lỗi thì em chịu, em phạt, anh cho nhận phạt, nhưng mà phải là của tình của lý. Vâng, em biết mà, em ngại lên lấy bác thì nhiều lắm. Bây giờ em người đầu tiên của bác. Bây giờ anh cũng biết nhiều rồi, không nên... Dạ vâng, em không phải là sai của em, nhưng mà em là... Tôi nói anh nghe, anh cũng biết nhiều rồi, đây là thứ nhất. Dạ vâng, em biết. Thứ hai, và cái xe của anh đầu là quán nhậu, một cái nhà hàng quán nhậu, quán bia này. Dạ vâng. Anh lên, anh cũng biết nhiều rồi. Và khi tôi đứng ở bên kia, tôi coi. Không, em báo bác. Để tôi nói, anh nói rồi đến lượt tôi nói. Tôi nhìn rõ ràng là nhân viên của tôi không có động thái nào đập xe anh hết. Và anh đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Và anh đã có hành vi không đúng để xe, xe em. Tôi chưa thấy cái chuyện đó. Tôi nhìn không phải tôi nha. Tôi nhìn bên kia rõ ràng nhân viên của tôi không ai đập xe anh hết. Đập dưới xe em đập hỏi chạy. Tất cả phóng viên báo chí ở đây. Vâng, biết hết mà. Nếu mà nhân viên tôi có hành động đập xe anh, không có nói nữa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm và tôi xin lỗi anh. Xin lỗi tay để quay phim không được, nhưng mà không quay phim. Bây giờ cái hành động của anh là không đúng đắn rồi. Khẩn trương cầu xe cho lên. Không phải là chỉ, tại sao phải chỉ em? Ở bên công an phường không? Em chỉ mời cậu ra đây là công an phường. Không, mình không có bao giờ mình động bình định. Em sai em chịu. Em chịu đóng phạt, em chịu hết tất cả. Bất hại là... Đông Minh ở quận nhất, phó chủ tịch quận nhất đại diện để dìm như là mấy ngày. Ok, em chấp nhận lỗi, em có lỗi, em nhận lỗi. Em không có giờ bào chữa bất kỳ đấy. Có đồng cảm không? Một cái sai nữa là bây giờ em không có ô cô lăng rồi đó. Dạ vâng, đúng rồi, chính xác. Em không có ô cô lăng rồi đâu. Dạ vâng, bố với bác. Em có biểu điểm để ô cô lăng. Dạ, bố với bác. Em có được chứng minh như thế không? Giấy tờ cho mình xe đây. Cái gì?
Tôi chạy xe này được thì tôi làm được xe này.
nhớ nha, mấy bạn nói nha, mấy bạn nhớ nha, sai tôi một cẩu đi không có mặt tôi. Nhất thứ hai, tôi phải là với người công an có chức vụ có quốc tịch kiểm tra xe tôi làm biên bản hiện trường xong xong của cậu. Hiện tại là xe tôi có 5 tỷ trong đó với 1 ký heroin, ông đòi dâm đảm bảo lái xe tôi đi, ông nói chuyện trách nhiệm ông đào đồ hải đúng không, phó chủ tịch công an, phó chủ tịch nhân quận nhất đúng không, xe tôi có 5 tỷ với 1 ký heroin dám đảm bảo không? Chứ đâu không? Tại vì tôi không cần tiền của xe ngày xưa. Niêm phong không có mặt của tôi. Mặc dù xe tôi đang nổ máy, đâm mặt xin nhanh, động cơ bắn nổ. Các bạn nhớ nha, tôi không có làm sai đâu. Tôi sai tôi chịu. Không, có mơ. Ê, tôi bật đi. Xin lỗi nha, tôi không, không. Không, không có mời. Tôi miễn mặt tôi không mời. Tôi không vậy sao? Anh ấm sát tôi à? Tôi không có làm hết, tôi không có làm hết mà tự nhiên bắt tôi về, xe tôi bị cảm. Không phải, không phải, anh chế bình thường, tôi bình thường mà. Tôi không làm gì chứ, tôi không làm gì chứ. Tôi đưa cho mình chứ, tôi làm gì chứ. Tôi đưa cho mình, không phải. Bây giờ mời anh, không lên đây. Ở đâu rồi? Không, không. Đi. Con gái cho ha.